Ok, chiến tiếp luôn nha bạn. Tập tiếp theo nha, đang phơi quá trời phơi. Đang đang bùng cháy. Cầm cái con robot pet này đúng đã thật sự. Nào, bảo xem nào bạn. À, bắn một phát có khi lên 5 triệu mấy luôn á. Ghê nè, bắn luôn rim, bắn ơi. Ở đây đây bắn con này, đây bắn con này. Đó, thấy không? Triệu mấy nè. Ông kiểu đam nó cộng dồn lên đúng không? Ê, anh có nghĩ gì không? Không biết nữa, để test thử, nãy bắn ngay cái đầu kia là nó 5 triệu mấy luôn bạn, đã thật sự. Rồi, giờ sao, qua bên kia làm thử cái con ba cạnh Overlord không? Nhưng mà nó còn ở đó không? Còn. Còn hả? À, sợ qua làm phát rác game nữa quá. Sợ quá anh. Ờ, đúng rồi, hơi ngán à. Này con này nè. Ủa, sao kỳ ta, nãy mới bắn 5 ngàn, đó 5 triệu hả? Quá. 5 triệu mà nè, 3 triệu 4 kìa, thấy không? 3 triệu 4. Có bảo qua bắn hết linh nữa bạn. Hay 5 triệu mấy rõ ràng luôn. Bắn gồng. Đó, 2 triệu mấy. 2 triệu 7. Ok, thôi đẹp rồi. Em muốn chơi luôn đúng không? Đi, đi à, sợ gì? Chơi. Em qua bánh em tắt cái gì nè. Bấm dưới cá hả? Không, bấm cái dấu bắt bay á. Ồ, mở lên lại là tiết game luôn nha. Em mở lên lại thì em đi lúc đi về á. Lúc đừng có quánh nhau nữa, đi về nhà rồi hả, mở lên. Vô. Có khi nào nó hiện từ xa luôn không? Không, kiểu mà mình đi về nhà rồi một hồi mình hả mở lên. Nó quýnh trong kiểu tâm linh quá nè. Ôi con này chém cái kiểu mà nó dính băng rồi bảo đã lắm. Nãy hàng gì nó đóng băng em anh á. Robot. Ơi, anh giết cái con robot nó ra cái con Bionic nè báo. Ờ, qua liền. Bionic gì kìa. Qua liền. Ồ, bắn nó không thấm các bạn ơi, chém được 300 mấy ngàn. Ngon luôn. Wow, mấy video này xứng đáng chịu like nha các bạn. Chơi đã thật sự luôn á, mấy ông coi quê luôn. Rồi nhớ lướt xuống like ủng hộ. Thôi ngủ anh like là chết luôn rồi. Like là cái dưới rồi. Ồ, tính ra con em quánh cũng không thấm luôn không? Cầm lấy đem luôn. Không, em quánh con này nếu mà nó ra con nhỏ em đem luôn á. Súng anh bắn không được. Súng anh gặp này nhảy. Ở ngoài ra còn chiêu gì nữa không ta? Đem. Ở đầu. À, còn chiêu chuột phải nữa nè. Nè, chiêu chuột phải bắn được nè. Đúng ta. Nè, thấm chiêu chuột phải bắn lên xe điện. Mà có dính đau không? Ê! À, hay quá. Sorry mà. Ôi, kéo quý viên thế giới đó tiêu diệt mà. Trời ơi, cái này mình lát vô đánh con boss nói tới chuyện luôn. Sorry, ai biết được, anh đâu biết là cái chuyện này nó bóp. Chuyện này nó bóp phải liền chứ. Sau mấy chục tập thì thắng báo cũng đã về lại. Rồi, bắn. Mình bắn lần là 66 ngàn các bạn, đi một dọc luôn. Bắn chi liền rồi. Cạnh tròn đó, cạnh tròn chỉ xin phải. Bắn thử. Còn chắc cả 2 triệu đam rồi. Đầu báo dặn không qua luôn không báo. Em đang mệt. Em muốn test thử không? Xin hòn đó vậy. Không còn, mua đồ đồ. À đúng rồi. Đồ đồ nào làm test thử đây. Nhớ xa ta nha. Đang bắn điện nha, xa ta nha. Nào, cách xa. Rồi bắn thử đây. Chưa đọc kém. Đọc mà phèn dữ vậy. Chưa đọc có 10 ngàn. Ủa em đổi hệ luôn á, để đổi hệ lửa rồi đó. Đổi cạnh tròn, đó nó qua đúng đó rồi. Đó, 85 ngàn đó. 85 ngàn đó. À, đổ hai lửa là mạnh nhất. Bấm một lần thôi. Đâu, đổ qua chưa? Đó, đổ hai lửa nhưng mà nó xa nhanh hơn bất cứ quá. Rồi, đâu bắn thôi.
sao vẫn thấy ra lửa độc vậy? Có ôi thì vẫn ra lửa độc à, bắn một cái thôi. Không cái gì á, phải thấy có biến gì đấy. Đâu thấy có biến á, đánh này không ổn mình nó bị slow. Nhìn bão một thì đúng à. Khó chịu đi xe ta. Ui hả, thôi thôi thôi, con này giờ không được anh ơi. Đâu hồi nãy bắn chiêu điện mạnh mà đó. Không nhưng mà lại nó đẩy em ra không có tới được, đụng ngược người nó à. Đó phụ tử đó 85.000 á, mạnh hơn cái chiêu, mạnh hơn con mét này đó. Nhưng mà đừng có đưa cái mỏ vô nha, một cá là về bờ. À tính ra cái con mét này spam chiêu được bố ơi nè. Trời nó đơ luôn rồi, nó đơ luôn kìa. Nè spam chiêu được nè. Ê, ui mạnh 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 mạnh, con mét này mạnh lắm các bạn. Nè spam canh cho liên tục nè, bố nào chịu nổi. Kìa nó công dồn cho. Cái nữa nè, đi nè. Đó, ôi một đống anti-fact luôn. Ôi đã ới ra con. Ủa không phải, con đem được. Chỉ ra 10% thôi. Đúng rồi, tỷ lệ 10%. Ồ cái chiêu nó, tính ra cái chiêu bắn súng này nó hơi phới các bạn. Ném rồi. Sao có bắn con đó không? À bỏ em đi. Bỏ em. Đó là em đi đây. À, tính ra cái chiêu, cái chiêu bài của anh không bị ảnh hưởng bởi con đó luôn. Ê nó quánh 4 triệu bao. Ui ui. Tông máu, tông máu, tông máu. Ờ, ổ, ổ, nó quánh 4 triệu anh sợ quá. Về, 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 về. Về bờ đi, về bờ đi. Tới đây về đi. Chơi bỏ bạn nha. Mang boss này hình như là vụ ra nước nó sẽ biến mất. Đánh đầu quá. Ok. Sao ta qua bên khu sa mạc nãy bảo? Đây đi dạo rảo sa mạc trong vòng. Sa mạc lớn à, anh qua bên sa mạc lớn mà. Mắc à, như boss nãy mắc rồi. Chết dài. À con. Ê. Con. Rồi. Đâu. Nè, đứng từ xa đó, đâu có làm gì được anh em mình đâu. Thấy. Thôi nhưng mà thôi thua rồi. Anh bắn không có thấm đúng không? Bắn nó không có tính đam. 484 triệu áo. Rồi đi, dính biệt. À, có cụ đem muốn, ố có ngựa đem muốn đít nào. Ho ngựa phế đó. Ngựa phế. Đây. Đấy có con Raymond nào, báo giết con Raymond nào. Khoan nghe anh, mình không có con gì để pha máu hết á. Ủa có con màn hình gì nữa. Dominus. Còn tính ra mình bắn con này thấm lắm nha bạn. Báo gì nào. Ok. Vừa bắn vừa lui à. À bị đỉnh luôn á. Anh lấy cái con gì là xin bị đích thay đi vào đó. Lời nha. Ồ tính ra con này farm nhẹ nhàng các bạn ơi. Farm to. Rồi. Đó. Rồi. Ủa em đang đi đâu rồi? Nè sát cái giết nào. Ủa sao nó kéo về chỗ cũ vậy? Nó kéo
kéo em về bên chỗ gorilla nè. Đây đây xuống làm. Đây xuống gây cổ chết. Chết. Để chết luôn. 86 bình luôn. Đây giờ anh thấy ít đúng không? Ờ. Đi kiếm thêm con người máy nữa đi bảo. Hai thằng cởi đá luôn. Bay vòng vòng, đảo vòng vòng rồi. Rimo rock ra ke hả? Ghê vậy? Đâu? 7.2 luôn. Để chỉ biết trên nè. Rimo mà 7.2 luôn phải chữ. Rimo rock ra ke. Đâu? Đâu rồi anh, đâu rồi? Nè nè. Không mấy anh tele qua em đi. Đây có người đá select nữa là bảo 4.8 nè. Yếu, yếu, yếu. À, thấy à, thấy à, thấy à. Đó, đập bài kìa. Điện thịt mày. Ba chiếc mấy. Bắn chiếc đầu chiếc cổ nữa mày. Chết luôn. Đúng hàm nè. Ê! Demonic. Thôi đi, cụ bắp. 6. Ủa, em cạp sát luôn hả? Cặp sáng nó cũng bằng nhiêu đó, nên 7 mấy. Ủa kỳ vậy ta. Tính ra cái con Spirit Harry này nó kém quá. Dạ, trời. Ghét mang đôi giày xịn được quá. Anh leo ra lại nhặt. Ờ, mỗi lần leo ra nó bung cái thì gà. Ui, Rimo ghi ra hánh nữa nè. Đâu? Ôi trời, cái gì vậy? Anh đây leo em ơi, anh đây leo, đây leo em ơi. Ê, có con robot ghét nữa nè bảo. Nữa hả? Đó. Hồi nãy em giết cái con gì mà nó ra con này? Em không biết. Ơ, gì vậy, gì vậy, gặp đây nè. Có Silet, Silet gì ra. Ồ, Rimo Gigan nữa bạn, 696. 21 triệu. Bắn trên đầu trên cổ. À, Piros. Ây. Trời ơi. Rồi, thằng nào dám bắn á, nào dám bắn anh em mình đâu. Ngàn, Piros bên kia kìa. Nó bên kia được. Lên bộ có 96 thôi mà. Bố láo, bố tét. Kẻ quy diệt tới nữa mày. Bỏ cho mày. Rồi cái xác mất tiêu luôn rồi. Cái xác đây màu biên nào farm được phải không bọn? Quá mắc dạy các bạn. Thế còn gì là game sinh tồn nữa ta? Mạnh như đời tới luôn các bạn. Riffin Silet. Ôi, Riven Origin luôn nè. Đây, chạy luôn ha. Đâu chơi? Nè. Em rất cầm gì đâu em chơi. Đây anh. Em cút rồi. Chắc anh nghe, chắc hồi anh tắt quá bao. Em nghe cút quá. Tiếp anh đi. Có Riffin Silet. Riffin Silet 690 máy bay theo. Nó bay lại gần em. Tiếp ơi. Nó bay lại gần em nè. Không. Đó. Đó, chết cha mày chưa. Cụ láo mày. Cụ láo gì hả? Chơi gì còn gì là game quá. Nhớ là nãy bỏ không nhộm nha, hèn chi nãy giờ không thấy con thú. À quên. Nó vẫn còn cái dòng các bạn. Ôi, Silent Riffin 696 luôn. Đó. Ở dưới khe núi nè. Silent gì? Riffin hả? Đúng rồi. Tính ra nãy mới giết con á. Nè, có Silent Get 696 nè. Quá trời bạn, mấy spawn dữ vậy. Thôi để dành nó đi bơi.
À đây có con Red nữa nè. Để em bay lên. À đây có Rimmo nè. Rimmo. Mình cảm giác mình cởi cái con robot này mình quay thật sự các bạn. Thấy tôi quay quái nồi luôn. Không sợ nè. Mà có 14 triệu máu à. Đã thấy ghê. Đã gọi con sẽ bị đích đâu. Đó. Có máu Rimmo để dành về chế mà. Phê không? Phê không? Bảo phê giờ. Em lại gần anh này giết cái con này lấy linh hồn rồi. Để giờ. Rồi chết ngắt luôn. Nhanh dữ dại. Quăng nhẹ cái chết luôn. Ơi người đá xin lấy 696. Tem. Em đem ba dừa độc dữ đúng không? Đúng rồi. Ok. Tem ơi, tem. Để em coi nó trưởng sao. Ui sao có mấy con Firoz dưới nhỉnh gớm vậy? Để chạy. Đấy rồi, đây này. Mua lao. Lao nè. À, Bad Gipper nè. Boss. Con này boss hay gì? À, Bad Rimbergen. Anh không nhớ hả? Nó trưởng rùng ấy. Ý lúc trước có anh làm cái bản test con Ripper á. Ờ, con Abed này cũng mạnh nè. Nó chưởng một phát đùng đùng rồi. Nó có cái combo gì á. Ờ, combo ít với chuột phải. Phát không? Chết rồi. Gì vậy nhài? Nó chết rồi. Nó chết đâu? Nó còn nè. Đâu? Abed Ripper King. Đâu? Ở đâu ra robot quét dồ nữa bạn, giết robot tên T-Rex ra robot quét dồ nè. Robot quét dồ. Đâu. À, anh đây đeo quay em đi. Ok, xỉu không? Người đá xỉu không? Xỉu rồi. Anh bắn này, cướp này. Nếu mình giống như siêu chiến binh nữa bạn. Cái nguyên diệt thực sự. Đâu nào đó. Ripperkin phải con đó không? Sao nó ăn lại Ripperkin Steel ra? Yên tâm, nó ăn gì nó cũng không có bằng cái miếng thịt của anh em mình chứ. Không, nhưng mà nó thường là nó phải ăn Kimbo Bé, à Bé Boss chứ. Không, cũng tùy con mà, con này con khác mà. Cái gì này là hệ khác hả? Phế ừ. Đúng không? Con này hình như là nằm Not Eternal hay sao? Không, nếu mà Abed thì... Không, đừng giết, tèm thử coi. Đúng không? Mình test thử coi. Tốn miếng thịt ở nhà. Ở đi, thịt nhà nhiều mà. Thực ra là từ trước giờ con này mình cũng chưa bắt thử các bạn. Đúng không? Nó ăn cái Ripper King Steel này, công thức. Đúng rồi. Ủa em nhớ nó phải ăn Abed, Kimbo Abed Boss á. Không phải, con đó con khác. Là đúng rồi, cái con đó mới mạnh chứ, con đó. Mà cứ thử coi. Tại vì cái Ripper King đó là nói chung là chế nhức đầu lắm mày. Đó, nó cần mặt ong rồi nó cần cái rip cái độc của con Ripper, cần một sáp. Nói chung là cái tô canh này là ăn vô cái là lụm luôn á. Thấy toàn cũng độc luôn. À, con xin hon anh em chưa liền. Ờ, mình thiếu Mitchell Berry anh ơi. Menzo Berry. Lấy sao Berry là... Qua bên bãi farm thằng Thánh farm. Đi. Mà nó chắc chụp game quá. Thế thôi. Không khéo cứ gắt game quá. Mà để anh gặt cho con. Game. Kìa. Để em cover.
Ủa em lấy spirit cho farm bây giờ. Em lấy nè. Ờ cái này tính ra farm ngu quá à. Đúng quá rồi. Làm gì vậy? Ú láo hổ báo cáo trộm nè. Thôi 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 thôi. Nó cạp lại ngon hơn anh farm tay bố ơi. Gạo ngon hơn anh farm tay hả? Ờ. Nhưng mà thấy đủ rồi đó. Dạ nha, xa hot quá, nó bị em bị văng á. Ok này. Em bây giờ chỉ nát và nát thôi bạn. Bắt thấy ghê. Đụng nào bắt đó, đụng nào bắt đó. Không, nhưng mà hai mod này kết hợp là thấy lợi hại chứ không? Chơi gì nó mới sướng chứ. Kiểu mà gặp đồ mình thích mà kiểu không bắt được tức lắm bạn. Này kiểu giống như là mình tự do tài chính đây đúng không? Đúng không? Mình đi chợ, đi siêu thị khỏi cần chụp giá các bạn. Thích là bắt, thích là bắt. Thích là mua. Nếu mà mình mua trong sự hợp hợp lệ đúng không? Hợp pháp luôn. Là không hách chip gì hết. Ủa nãy cứ để cái bàn tay em vậy? Không, hình như không. Hình như không, đó. Em biết chỗ, em biết chỗ. Rồi, nó quay lại chỗ này. Tới chưa? Tính ra bữa nay thú nó spawn nhiều mà kiểu mà mình chơi đỡ lắc hơn hôm trước các bạn. Nãy đây em nhớ em. Ủa mình có cái bản tem mà trời, sao tự nhiên làm khổ mình chi vậy? Đúng. Nó bên nè. Còn cái bên luôn á. Tính ra quay quay qua trái là tới luôn á. Rồi ok, có select người đá các bạn. Con Ripper King này. Ra cái miếng thịt này quá thằng thánh các bạn ơi. Nào bắt cũng được chứ. Não. Con này là chiêu luôn. Rồi giờ em phát hiện thấy họ bỏ ông ơi. Sao vậy? Nó quắn cái chiêu gì mà sáu giọt rồi. Thì đó em nhớ là đâu có phải đâu. Thường là con kia nó sẽ ăn bé chứ bò bó. Với lại cái mà nó bắt cái chiêu ít cũng không được luôn mày. Nó không có chiêu ít luôn. Mày tuy xứng đáng cho một viên thuốc độc. Xứng đáng lý bỏ thuốc độc. Ủa gì sao cho anh cho nó vậy chi vậy? Thôi về đi em ơi, lỡ tốn cái gì nhà mình được nhầm cú nó sao? Để em đảo đảo vòng vòng rồi, rồi có gì hot? Có gì hot? Có gì hot? Ripple Gigant. À, leo lên trên mình cái con Mét này là không có sử dụng cái ống nhòm nữa mà không tắt được. Chỉ có thể tăng máu thôi. Chi nó giờ tới công nhòm. À có cái con Demonic gì Con chứa nước đúng không? Ờ con chứa nước. Mới gì thấy xong rồi. 672. Em nhìn em cũng không muốn bắt không? Ồ. Mặc dù con đó là con mới của em mà mình nhìn mặt nó cũng không ưa lắm. Cảm giác nó yếu. Cảm giác nó không có chiều gì giống như thường. Đúng rồi. Mà thì kiểu mà đợi con nào mát lét thì bắt. Ê, tay này của anh có con Demolit thôi đi. Mấy nhập anh? 200 mấy. Hả? 200 mấy à, chiếc đó lấy linh hồn. Xô hả?
rồi, linh hồn đó gắt cằn đấy sau này. Ok, thiếu ba trưởng luôn. Tám triệu bảy kìa bảo. Ui dồi ôi, ảo mà kỳ gì á, tôi đam này kỳ, đam này ảo thật sự các bạn. Rồi tính ra mình gửi cái con mét này ngon để anh bay, anh cảm giác nó phê quá. Ở đây 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 đây, đây có con nữa nè. Đây, anh đây, giết đây, đẹo quá anh bay thẳng tới luôn hả hay sao? Đây, vậy bên phải em á, biển đúng không bên hay trái. Là bên phải em à, đây nè nè nè, mới thấy em nè. Đây 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 đây, bài hẳn tới chút phải, quay phải, quay phải à, rồi rồi ở dưới khe này nè. Holy 1.2 hồi nãy mình bắt cái con robot đây phải không? Cái gì ở gì ở gì ở cái chiêu đó là của xin hòn đó. Level mấy à? Kìa nó nhảy cà thọt chứ kìa. Sao 62? Bậy rồi. Em quên. 62 ơi, ngon. Bắn cầm. Ờ, bắn cầm đi. Đây đây quan nè. Ok. Để em lấy miếng thịt luôn. Ủa sao còn một con rồng của mình nó kẹt đây vậy? Không có viên độc dược này. Ủa em chưa gọi nó về hả? Chưa mà em mới hỏi. Thôi 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 thôi, chắc chết ba viên độc dược quá. Cái gì vậy? Thiệt đó hả? Thôi thôi thôi, không chung không chung. Cái con xin hôn cái mà nó chơi được chiêu á. Ai gọi nó về đi bố ơi, gọi nó về đi bố. Ok 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 ok, em thấy có biến rồi. Gọi nó về đi bố ơi, nó tấn công. Rồi 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 rồi. Nó vừa mới phun. Nó còn đầy ra máu mà. Kế bên luôn á. Quỷ này nhìn nó hung quá bạn, 672 nè. Em đang chế thịt anh ơi. Mình rất là cần một con Demonic phun đi. Tốn quá anh ơi. Con Rim Berasus nữa nè bảo. Sao hồi nãy anh xịt nó dễ lắm mà xịt xịt nó khó. Cái đó ta gọi là kỹ năng. Nó xịt không khéo là bị phỏng liền đúng không? Mày chưa kịp gặp mặt. Ôi, với con Rim Terry ở Rim Mera Dream nó spawn ra cái con Space Panda đó nè. Giết luôn. Con xin hòn đâu có tiêu ta? À, nó bên đây nè, bên đây nè. Nó em xịt em bay nha. Thôi nó ok. Rồi bay. Tiêu nó đây được kìa. Sạc liền, sạc liền. Không, nó cái một lệ xỉu rồi, cái một lệ xỉu rồi. Chơi chú bờ, chú bờ, chú bờ. Ê. Cả đêm. Ê. Hey. Không sao, mình cho nó ăn cái là nó xong rồi. Thôi vậy để em chế nhà em chế rồi giờ mình đi vòng vòng nát một người đại. À không được, không được, em lát em quay lại nó chết rồi sao, nó hết. Hết oxy. Hết oxy à? Đúng rồi. Vậy để em quay về. Hết oxy đúng rồi. Hết oxy hả? Em nghĩ oxy nó cũng nhiều lắm chứ. 4000 mấy à. Ủa nhà còn thiếu gì? Nhà thiếu stream với thịt alpha. À đồ dưới đi. Trời ơi, dưới biển kìa, trời ơi. Quá
phải nói. Đã cho nó chết đi em, tay đang qua đây là bảo không sao cái bản game lắc. Trời ơi cái gì vậy trời. Ai bán cá gì thế này để bán bán cá. Ôi trời ơi. Kiểu như thế này thì máy nào chịu nổi các bạn. Thế này mà thử không bao? Ok, qua chứ qua chứ. Cho em điều bất ngờ. Dưới nước thì em nên lấy con gì em xuống ta? Có gồng... gồng vi bánh được nữa. Để anh áo á. Bơi bao nhanh. Không thì con Bazion á. Bazion đúng rồi, lấy Bazion xuống càng quét báo. Ủa vậy chứ. Con Select á. Ui là trời ơi nhìn. À lấy em lấy con Henry xuống được không ta? Thôi thôi đừng lấy Henry, Henry bơi chậm lắm. Cái con Select Bazion á, nó bơi nhanh. Ừ, nó xuống dưới đó rồi. Càng quét thế giới. Hôm qua em chơi chuyện gì em quên. Em nhìn thấy không? Trời ơi. Fuck. Không đủ. Là trời. Nó nhiều dở luôn. Trời ơi. Ủa, cái này rồi sao cho nó hết vậy? Sao rớt đúng rồi? Anh phát. Kìa. Tính ra ôi nó, ôi. Nó tự nó càng quét cái dưới này luôn bao. Ui là trời thả con quỷ nó xuống nó tự động nó quánh luôn bạn. Ủa rồi em chơi thêm chiêu gì nữa chưa? Em chơi chiêu vô phải anh. Ủa con Dragon kìa mình đeo nó xuống đánh Dragon. Chơi luôn, chơi luôn. Đâu, nó giờ chưa thấy. Dưới biển. Rồi có mô xa bón luôn. Đó. Nhưng mà sợ quá em bơi lên. Trời ơi, anh nhìn dưới biển à. Nó không biết cái vụ gì mà nó sao nó lập dưới à. Ủa đảng nó bay từ dưới biển à. Ui ui. Đâu em đâu? Em bơi lên bờ cái em lấy đều một đứa xuống thử coi. Chứ con quỷ này xuống dưới chết. À con búp ba bốt vậy đó hả? Đúng rồi. Ui à, ai da. Đều nó xuống biển đâu có đánh nhiêu được. Thì đó. Con thấy đi trụ nổ mà. Ờ nó lên tới trên bờ luôn hả? Mày chết. Má đen, ai con này anh bắn không được. Ờ được đó, hợp lý đó. Ủa anh lóc gì kìa. Ê đóng băng. Đóng băng là chiêu của anh, bắn đi. À, sao anh đóng băng lâu dữ vậy? Này, tính ra cái con robot này đi xuống nước rất là ngu quá. Ui cái hang này rộng dữ vậy. Bơi đâu cha. Rồi chắc nãy giờ chết luôn con. Xin ho dưới luôn rồi quá. Sao anh đóng băng em vậy anh? Đâu có, anh đi nãy giờ mà. Anh chém phát sao em đóng băng trên đây nữa nè. Kỳ vậy vô lý vậy. Có con rìm tiếp phim mà nó sống ở dưới nước luôn bảo. Game này ảo ma quá. Này. Ủa tính ra là cái đạn đó là của boss đó hả? Em mặc. Trời ơi nhìn cái này nhìn giống như là con rắn đó bạn. Nữa anh đóng ăn em nữa nè. Đâu có làm gì đâu đó. Con đó, nó đâu đóng ăn em được. Chiêu của boss hay sao? Thì đang rồi bắn nó là có nghẹn các bạn. Bắn nó là có nghẹn rồi. Kỳ vậy. Ủa
Em bị con boss nó boost á. Gọi lại nữa ơi. Cái này thì con xin ngon nó cũng chết. Ủa sao con Byronis nó nhảy xuống dưới vậy? Bị con kêu quá. Đâu anh chém em thử anh bị đóng băng không? Đúng không? Không. Đó là chiêu của boss á. Ủa nó đâu mất chiêu luôn rồi ta. Lại xuống dưới luôn rồi. Anh vũ lên. Nó cút luôn rồi nè. Ôi là trời, con này xuống nước cái gì vậy, di chuyển gì vậy nha. Nó cút luôn rồi, mình xa khỏi tầm nhìn nó đi luôn rồi. Đâu hồi nãy con ra cạnh đâu? Con ra cạnh ở dưới anh. Em không đem mua nít theo được đâu. Con này đi, đem con này đi. Cái con mét này xuống nước di chuyển rất là khó các bạn, kiểu mà nó bị trôi á. Nó bị trôi. Đâu, ra cạnh đâu. Hồi nãy em đánh, đem boss nó mới xuất hiện ra cạnh. Ủa với Enrim, Arinoth quá trời. Trời, 4 triệu mấy. Ở cái chiêu gì chữ chữ nó thấy chiêu gì chữ chữ không? Chiêu bông vũ anh. À. Game tàn phá sinh linh nữa. Là trời nó nhiều má ơi luôn. Nè nó xuất hiện mấy con mét nữa. Mét gì? Mấy con tét chứ. Ủa nó không ra rồi. Thôi không ra rồi, để giết kiếm con ra cạnh thử. Con xin thôi ở đây sống cũng không bệnh. Còn không, nó còn sống không? Chết. Thôi tính ra không có. Ơi có con bi không hút, mắt nét luôn. Lên chói mắt luôn rồi, chịu hết nổi luôn. Có một bộ DNA nè. Ờ DNA mình đâu cần đâu. DNA mình cần mấy đồ chế được. Thôi à, mình đi du lịch tiếp đi. Ok. Ăn kiếm đem một đích thô đi. Quấn được câu ra cành nữa rồi. À đây này có con đây mình thôi này. 456. Ta đây qua anh em ơi. Ok. Giết lấy linh hồn bạn. Tí nữa chắc quay về chắc linh thời quá ha. Dạ dạ, dạ đau mày. Dạ 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 dạ. Bao chết chết chết. Đi chết. Em nhận được linh hồn không? Không. Được. À, bắn kịp thôi nó phun lửa chết luôn á. Nghe tiếng nhạc quen quen. Rimmel nè. Đâu? Bảy xe đó. Đó! Anh đóng băng em nè. Ok kìa. Vậy là cái viên đạn thôi ơi. Bắn viên đạn là nó đóng băng. Nè để em nhảy vô viên đạn nữa. Rồi tới thêm viên đạn. Kiểu đó luôn. Ủa cũng rim kia bên. Ôi con này, con robot này giết không ra Rimmel loot. Bậy bạ thật sự các bạn. Rồi không ra Rimmel loot. Thì có Rim Riffin được 720 luôn kìa. Giết, ngon rồi ra midnight này.
Midnight 7.2 em có luôn. Nhân phẩm báo tệ thật sự. Đây có con Demonic 4.8 này, bạn xích lại, chị xích đây nè. Gì con bị quăng em thấy ghê. Cái gì em thấy quên. Đây 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 nè. Đây. Bắt à? Thì giết. Bụt. Bụt. Xin nhân phẩm em tệ quá ta. Rồi rim gần. Thôi. Bế cho mình. Giờ đi kiếm một cái con Thorny Demonic đó mày. Bây giờ không gặp. Còn gặp level thấp thấp thôi. Có con 624 nè. Con Demonic mới á. Còn mới rồi cảm giác nó chuối sao. Ở đây có con level nữa rồi mày. Đây màu giờ một đống quá mày. Tính ra anh nghĩ chắc đủ rồi đó bao. Dạ, dạ. Đủ để mình lên thời hại gì đâu. Lưu vàng. Không. Con Select với lại con đem một ít đó. Con Indo trước chứ. Indo Select với lại đem một ít. Đúng không? Có cần Select One không? Mắt dài, mé con sư tử mắt dài thật sự luôn á. Vừa mới giết cái con Raymond. Hiểu rồi. Mày hiểu rồi. Tao đeo qua để lấy máu không. Sư tử chạy lại đi lút luôn, mắt dài vãi. Quay là khu này thứ không? Hả? Ui ui. Ủa em nghe cái tiếng gì sang sang bóp? Em trưởng á, em trưởng á. Anh nghe tiếng xem virus đúng không? Ờ. Em giữ. Abed Dodoret. Ê, Abed Dodoret. Abed Dodoret bắt bằng không? Hả? Kibble Boss nha. Kibble Boss, Kibble Boss. Nhưng mà level có 240 rồi. Thôi. Phải không? Ta. Thử không? Thử, tốn cái thịt. Abed Dodo Red Boss cho mày, mà 200 mấy phế vậy. Okay, đã, để anh đợi em xíu nha, để một phút. Ok. Bảo treo máy các bạn. Thôi còn cái con người đá Select chưa test nữa các bạn. Đá xung quanh xung quanh. Em có cảm giác bảo đi rồi, mang nhân phẩm mình lên liền luôn bạn. Ui là trời. Demonic thôi đi 720. Ui Dream Tetra 720 luôn. Đó diễn nó luôn. Wicked. Wicked Rim Riffin. Ê, con Wicked, con Wicked này ngon. Ôi, con Wicked ngon các bạn. Rồi, bảo đi cái nhân phẩm lên luôn mấy ông ơi. Dạ. Mới nghe nói xấu rồi nghe. Tiếc.
À, anh gặp cái con Wicked Griffin nè, anh giết cái con kia đây, con Wicked Griffin nè. Wicked luôn hả? Ờ, anh giết cái con Alpha. Mà dưới đó chỉ có con Sinhorn, dưới đó hay sao? Với lại có con gì nè, Demonic Tony 720 luôn. Cái gì hơn, dữ vậy. Thiệt. Rồi rồi, con Wicked nó xỉu kìa. Bạn con có chuyện level không? Chết bà có chuyện level rồi, tí nữa cho nó tỉnh lại đi. Trừ, trừ, không trừ nhiều, không sao đâu anh. À, trừ ít không sao đâu, lộn. Thôi, mình phải kiểu mà tem hàng xịn em ơi, cho nó tỉnh cái. Uổng lắm. Dữ. Anh ở đó nha, anh đặt cái bàn tay lên, có bàn tay lên không? Có. Ok. Anh về chế hai miếng thịt xịn nha. Không thì một miếng thịt xịn với bốn miếng thịt đùi rim. Đem thuốc tỉnh quá luôn. Wow, cái trà tập này thu hoạch hơi bị lớn các bạn. Tập này ở nhà như cái bãi rác đó. Không lẽ đặt cái tiêu đề là nhà như bãi rác. Ơi, tính ra có con bọ gì Ristle gì nè báo. Elemental Ristle nữa. Phế. Cái là gì vậy? Cái Elemental Ristle 7 màu á anh. À, Ristle màu hả? Đúng rồi. À, không phải Ristle Ristle. Ủa, phải không? Cái Ristle 7 màu. Elemental Ristle. Hay là cái Ristle mà anh em mình Elemental Ristle là cái Ristle 7 màu dùng để bắt cái con rồng Ristle bên cái map Ristle á. Không biết. Nó bảo hơi quắn. Nhưng mà tính lại có nên bắt không ta? Tay cũng dễ á. Này để em chế 5 cái thịt đùi rim luôn. Đó, cái 5 miếng thịt đùi rim. Con này mạnh không vậy? Con quýt chích đó hả? Ờ. Chưa giờ gặp luôn. Chưa giờ gặp luôn hả? Anh quánh con Alpha nó spawn lên luôn. 624. Giờ mới cảm giác cái bản game nó chơi nó cuốn các bạn. Đã. Đây. Quá nhiều việc để anh em mình làm. Ủa, anh tính. Có cái bình tĩnh không, rồi tĩnh không? Có. Con này là dạng giống như là nó bằng robot đó bạn, thằng test. Rồi, anh cho nó tĩnh đi. À, cho nó tỉnh á. Có 6 miếng mà sao nó 4 miếng? Thôi vậy là anh nhìn nhầm. Đẹp vào đúng 4 miếng vậy. Hay quá anh, em đem 5 miếng. Vẫn còn thiếu 1 miếng. Có đem miếng thịt xịn không? Có miếng thịt xịn. Có con bò. Eternal Eleman. Eternal Eleman ngon nè báo. Ủa, phải chế thêm miếng thịt nữa đó. Chế đi. Lấy cây súng kiểu có đạn qua luôn á. Eternal Eleman. Eleman. Ai cho berry vậy anh? Hết hả? Hết rồi, không chế được nữa. Cái gì con đó là gì anh? Ristle Eleman hả? Eternal Eleman. Eternal Eleman. À, em biết nó là cái gì rồi.
Nói gì? Cái con mà spawn cho anh 20 miếng element đó, trời ơi. Không, nhưng mà element Eternal. Tạ tên nó là Eternal nhưng mà anh không nhớ là Eternal Rim Blood hả? Phải đúng không? Phải không? Câu lại đi, phải không? Nó ta là Eternal đó mà nó để là element. Đúng, nó sẽ cho anh 20 miếng element mỗi lần anh thu hoạch giống như mấy con kia á. Con kia là element Eternal token chẳng hạn, rồi Eternal. Ê, có con Zinner Ninja gì nữa bảo. Shida, Shida. Nghe Shida vậy, có Ninja gì nữa. Ủa sao nó nhớ chút vậy? Ninja nha, Ninja nha. Đừng xem thường Ninja nha em. Tao cưỡi. Anh cái con này sao anh cưỡi? Phan đừng, đừng có tào lao, đừng giết nhỏ. Ginger Ninja nha bạn. Ủa con quýt dịch nó xỉu đâu vậy? Đây nè. Quên nó cho anh miếng thịt xịn nên lại anh bắt cái con Demonic nó hết oxy rồi toan luôn. Đây nè. Này này này, xịn nè. Quăng nó có mất không vậy? Đã quăng tao hả? Quăng dài. Wow, quýt kịch. Ờ, hình như quýt kịch này cũng phế chứ không mạnh đâu. Chưa bắt nhỏ nữa mà la nhỏ phế rồi bà. Dạ, tính ra miếng thịt này hơi bị đỉnh nha các bạn. Đâu phế đâu, quá phế. Ui. Ui. Gì vậy? Đừng làm anh sợ bao. Anh đâu rồi, anh đâu, anh coi em nè. Đâu. Ủa, sao nãy mới làm được mà ta. Làm gì? Ui, ghê rồi. Đó. Ghê vậy, không chịu ghê vậy. Nó chịu. Quay trọng không thấy đam mẹ chứ vậy. Bạn lấy bạn thật lên đây. Là sao ta? Để em nào lại cái nữa. Mấy đam. Nè đó. Đó, mấy ngàn đó. Kiểu cho có màu, có mè thôi. Bình thường thế thôi. Không phải mấy ngàn nha. Là trời kém chứ vậy. Thôi có chiều dương báo hồi nãy thấy có bánh 300 mấy ngàn mà. Đâu là 300 mấy à. 300 mấy. Nói rồi nè. Có chiều đây à. Thôi gì kém mà. Hồi tính nhóc hết chân thứ mà mình chưa test luôn các bạn. Thôi về 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 bơi. Dạ. Ok về nè. Go home. Trời ơi, nhà đại bàng nuôi vé. Yeah. Như cái đống rác. Sao đó? Gọi rừng con ra. Không biết nó bị kẹt con nào. Như diệt thế giới. Đúng rồi, có cách. Đó, Riffin. Silky yeah. Anh cho cái con Apex Ripper chút đi nha. Apex Ripper, chốn bút nha. Chốn chọn quá mày. Trời ơi, sao quýt cái thể phế dưới nè. Còn cái con gọc của em thì sao ba? Con gọc em là con gọc nào vậy? Con gọc vi văn phế á. Thôi cho anh lấy lại rồi cho nó lên trời luôn đi. Còn không, có cách. Cho nó lên trời luôn hả? Cho lên trời luôn không? Cho lên trời là nó vẫn còn hiện á. Giờ anh đâu nó đâu đây. Nè, nó trong người anh nè. Gì nó trong người nè, anh? Nó đang nè, nó đang xuống đi, xuống đi. Cho cút mẹ đi mới.
Gì vậy? Đừng đáp bên đó đi nha. Chờ đáp bên kia rồi. Đúng rồi. Ok, gỡ cái đi đâu chắc cơ luôn đi nha. Em gỡ. Trời. Quá trời nhiều các bạn. Để dành gì nữa làm nguyên cái sở thú không? Mình chỉ bảo bắt cả thế giới. Con nào bắt? Đúng, con nào là bắt đó. Thích nào bắt đó. Thôi đi. Thôi đi. Ôi, Yên đem con đứt gì thiếu nhiều nhiều chứ vậy? Cái con Rim Leon này chém cho nó cút luôn quá. Ê, con Rim Leon nãy anh bắt được mà. Thôi đi. Cú là chơi lắc. Ờ. Trời ơi, có con này là chùm luôn ơi. Ờ, chùm mệt luôn. Con báo về không tắt lửa luôn. Dạ, đúng rồi ơi, nhìn, em nhìn con đền nào đô đô nè báo. Em đang nhìn nè. Ôi sao nó giống như nhập làm hai vậy? Nó nhiều vậy? Ủa, con đô đô kìa, ờ vãi. Dạ. Ôi là trời ơi, nó đẻ lắm. Không ai bị chiếc. Chắc em cho ông Ron Rat thì lên trời luôn anh. Cho lên trời luôn. Lên trời lên sao ta? Upload đi rồi. Ôi, các bạn xem sự vi diệu ở trong game ADK nữa bạn. Anh có thể vẽ được chữ game offline luôn không? Định. Hơi định đấy nghe. Rồi nhưng mà nó bị lỏng xong hết rồi bạn. Trứng nhiều phải. Con em nhìn thấy cái con quỷ test này di chuyển ảo quá vậy. Con nào? Con test nó di chuyển đúng ảo. Đóng trứng luôn. Quên, làm gì quên nữa. Cắt cho con thôi đi. Trời ơi, em nào nhắn tin thấy ghê vậy. Ôi, tính ra video này cả tiếng nữa rồi. Cả tiếng nữa hả? Ui là trời vậy? Nhanh phải các bạn ơi, chơi chưa đã mẹ chứ hết. Này chơi giống như ghiền đó trời. Lên vào liền cấp cái là hả té. À, để em với, để em với. Đi đâu à? Em lấy xin thôi qua chơi với anh. Ok. Cho nó bình kinh nghiệm chưa? Chưa, em đâu có bình kinh nghiệm. Rồi, bình kinh nghiệm ở trong bàn ở tên nổ á. Mỗi lần lấy con bình rồi. Hai con này mình đủ cân mà. Đủ, gì sớt, gì sớt. Nó thấy bình hồng không? X5 đó. Cho nó cái gì nào? Cái yên với lại cái... Dino Checker. À. Em lấy cái yên Alpha Riven luôn á. Yên 100 mấy chiếc giáp á? Đúng rồi. Okay. Cho nó uống cái bình kinh nghiệm vô rồi tăng máu trước cho nó đi. Ok. Mình đã chết rồi. Tăng 50 điểm hay sao anh? Tăng lên mát luôn. Vãi. Tăng cho nó 100 điểm rồi. À, thấy có gặp xương nha, có gặp xương nha. Rồi, tới. Chiều quá rồi, chiều. Ê, cái gì vậy? Nó bay nhanh chưa? Sao con gồng này bay nhanh với ta? Ảo vậy? Ta thấy con gồng này rất là ảo luôn á. Rất là ảo luôn.
Không thiệt mà, con rồng này nó bay ảo lắm. Rất là ảo luôn em. Nó thành bảo không. Vì sao đẹp? Wow, tính ra con này có 10 triệu máu các bạn. Stamina bao nhiêu đây chứ nữa? Ở đây chứ bác. Em đang quay quay lại. Thôi, với con Giga đó nghĩ là lên full cấp á. Rồi. Ôi nó ra boss kìa. Trời ơi. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Mấy boss này làm sao làm khó em. Ở đẩy được em anh ơi. Mình rất là khoái nghe cái tiếng trừ máu nữa bạn, biết không bạn sao bạn. Không biết giờ này có nào coi không ta. Trời ơi. Quá đã luôn quá ơi. À, ok. Thôi 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 thôi, tới cục tức cô lộn, tới công chuyện. Yeah yeah yeah. Yeah yeah. Đánh thì đánh nhưng được đó, nhưng mà nó lâu thôi. Ờ thôi giờ đi. Em vừa đi vẫn vừa trái bơm nha. Hình như full chưa ta? Không, hình như full nữa đó bạn. Mai anh em mình lên pha lành bữa. Ok này, đồng ý, đồng ý. Bữa nay tới đây thôi các bạn. Quá đuối. Không mà đúng là game chơi ghiền thì một vài tiếng chơi nhanh lắm bạn. Một vài tiếng chơi không đủ. Ờ, chơi tí xong. Mà chơi nữa mai đi làm cũng nói. Quá đẹp luôn á, giờ nhà cửa anh em mình. Nó chụp hình lại cái chứ. Đó, quá đẹp. Quá là perfect. Đây qua đằng này em thấy rồi. Có cắp rô su chết bên đây nè báo. Thôi xử lý nó đi để em nghiên cứu mày để mình lên thờ luôn anh ơi. Là anh kêu qua là để lên có cái lực hộp. Quá mạnh rồi các bạn ơi, mạnh lắm luôn á. Hai chục mấy. Em gục phải nét Guardian nữa anh ơi. Thì đúng rồi. Nói chung là cuộc chiến ở đây mình còn dài lắm ơi. Chiến ở đây mình còn dài. Muốn qua bên sao mặt lớn nhá hàng thêm cái nữa hợp đấy mà. Thôi tôi mình đang kia. Giờ mình cầm hai này đem qua trưởng được. Còn đáng rồi. Thôi tới công chuyện rồi bơi. Bậy à, bậy anh bậy lắm rồi, bậy lắm rồi, bậy lắm rồi, bậy lắm rồi. Gì vậy? Gì vậy? Dạ 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 dạ. Anh đánh với con gì vậy? Đánh với con Bacon Overlock á. Đánh không? Anh đánh không? Anh đang đánh à? Ui, nhưng qua nữa ổn không vậy? Thôi mời quá nóng nổi em ơi. Nóng nổi hả? Tắt quá. Bảo cánh tay không Bảo? Sao vậy? Gọi con ơi, con thi anh về giùm ơi. Chết chưa? À, không ra là chết à. Đó, gọi gọi về. Cuộc chiến này thấy khó quá bạn. Rồi chưa chưa? Rồi rồi rồi. Bỏ bển xíu nữa là đi luôn. Bé luôn hả? Không, còn 100 triệu.
Gời thực sự bạn, cái con đó nó mạnh. Chưa quýnh nổi các bạn, chắc lên pha lành mới quýnh nổi. Ok thôi, bye bye các bạn ơi. Mày chi tiếp các bạn ơi. Bữa nay nhiều rồi. Quá. Mày nhiều đây là quá đủ rồi. Mình chỉ bảo phơi. Mình cũng càng chơi càng đã ha. Không đủ luôn đó thôi, chơi gì. Mày tiếp các bạn.